đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín. Yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ, chớ tự làm, nếu đã làm, thiếu đạo con. Vật tuy nhỏ, chớ cất riêng, nếu cất riêng, cha mẹ buồn. Cha mẹ thích, dốc lòng làm, cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ. Thân bị thương, cha mẹ lo, đức tổn thương, cha mẹ tủi. Cha mẹ thương, hiếu đâu khó, cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi, khuyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khuyên không nghe, vui can tiếp, dùng khóc khuyên, đánh không giận. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền, dần làm được. Chú chó nghĩa tình. Trong giờ học hôm nay, thầy giáo nói với chúng tớ là yêu quý muôn loài khắp trời đất chính là thực hành đạo hiếu đễ. Đúng vậy, mỗi chúng ta đều là con của trái đất này, muôn loài khắp thế gian đều là anh chị em của chúng ta mà. Chúng ta phải yêu quý họ chứ. Cậu nhìn kia, một chú cún đang nằm ở đó. Mau lại xem thôi. Cụ cậu qua đời mất rồi. Cụ cậu còn thở mà. Cậu ấy tỉnh rồi kìa. Chú cún này đáng thương quá thôi. Chúng mình nhận nuôi nhé. Sao chú cún này không có sức sống gì nhỉ? Cún ơi, ăn cháo đi. Cún con dường như có tâm sự gì đấy. Tiểu Sủng, cậu biết cậu ta đang nghĩ gì không? Tớ không phải cu cậu, làm sao tớ biết được chứ? Thấy cún con đau buồn thế này, chắc chắn là có quá khứ đau lòng đấy. Tớ cũng nghĩ thế. Rốt cuộc cún con đang nghĩ gì nhỉ? Cậu thật sự muốn biết sao? Cậu có cách à? Cậu mau nói đi. Nói đi mà. Chẳng phải cậu nói chuyện được với cún con là được sao? Tớ là người, cún con là chó. Nói chuyện kiểu gì đây?
Cái gì đấy? Cậu nằm vào trong thì sẽ biến thành một chú cún đấy. Cậu biến tớ thành chú cún sao? Trở thành cún con thì mới nói chuyện được chứ. Việc này có thích hợp không? Cậu nói chuyện với cậu ấy xong, tớ sẽ biến cậu trở lại là được chứ gì? Cậu nói cũng đúng, chúng ta bắt đầu nhé. Nhưng mà cậu phải chú ý một việc. Việc gì? Cậu chỉ được nói chuyện với cậu ấy một ngày thôi. Tại sao? Cậu buộc phải trở lại người trong vòng một ngày, nếu không cậu sẽ vĩnh viễn không trở lại được nữa. Có nghĩa là tớ mãi mãi làm cún con à? Vậy tớ không làm đâu. Cậu đừng sợ, chỉ cần biến trở lại trong vòng một ngày là được mà. Việc này, để tớ nghĩ đã. Hiếu Hiếu, nhà tớ mới mua một chú chó săn, cậu đến xem nhé. Hôm qua tớ cũng nhận luôn một chú chó hoang. Tớ phải về xem cô cậu thế nào. Đem cú nhà cậu đến, chúng ta cùng chơi. Hình như cô cậu có tâm sự, để tớ xem thế nào đã. Mình về rồi đây. Tiểu Sủng đâu nhỉ? Cậu ấy đi đâu rồi? Hiếu Hiếu, cậu về rồi à? Cún con đâu rồi? Cún con không ở cùng cậu à? Vừa mới đây, tớ đi lấy nước cho cô cậu uống mà. Mau đi tìm thôi. Chị ơi, thì ra cún con ở chỗ chị á? Chị thấy cô cậu chạy lăng xăng ở ngoài, nên đưa về đấy. Cún con sủa nhiều thế, chắc là đói rồi. Chúng mình cho cô cậu ăn đi. Ngoan nào, đừng sủa nhé. Cún con không ăn không uống, chắc chắn là có vấn đề rồi. Chúng mình không thể để cún con thế này được. Cậu muốn? Tớ biến thành cún con, cậu quyết định rồi à? Cậu là ai thế? Tớ là Hiếu Hiếu, tên cậu là gì? Tớ là Y Y. Y Y, tên hay đấy. Hiếu Hiếu, cậu đã thấy mẹ tớ chưa? Mẹ cậu sao? Tớ với mẹ bị lạc đến đây, rồi mẹ bị ốm. Tớ đi tìm đồ ăn cho mẹ. Khi quay về thì bị ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Mẹ cậu ở đâu? Tớ nhớ là mẹ nấp sau một thân cây lớn. Cây lớn ư? Tớ biết rồi, mẹ cậu nhất định ở vườn hoa thần bí rồi. Vườn hoa thần bí ở đâu thế? Cách đây không xa. Tốt quá, chúng ta đi nhé. Cả ngày không ăn gì, cậu ăn chút gì đi đã. Tớ không đói, tớ muốn gặp mẹ cơ. Hiếu Hiếu, giờ cậu đưa tớ đi nhé. Tớ xin cậu đấy. Được. Cậu muốn đưa cún con đi à? Cậu phải nhớ, nhất định phải về trong vòng một ngày. Nếu không, cậu sẽ không biến trở lại được đâu. Hiếu Hiếu, khi nào chúng ta đến nơi thế? Nhanh thôi, ở phía trước. Đứng lại. Chạy mau. Đứng lại. Hồ hồ, đợi ta với. Đợi ta với. Đi đâu vậy? Ê,
Ngươi muốn đi đâu? Y, sao chúng ta phải sợ chó lớn vậy? Chúng ta đánh không lại hắn đâu. Mình quên mất, giờ mình cũng là một chú cún mà. Hiếu Hiếu, cậu nói gì thế? Không có gì đâu. Xem chừng hắn đã đi rồi, chúng ta ra đi. Xem các người chạy đâu. Hiếu Hiếu phải làm sao đây? Các người chịu làm kẻ hầu, ta sẽ tha cho. Tôi không làm, tôi muốn gặp mẹ. Chúng tôi làm kẻ hầu cho ông sẽ để Y đi tìm chứ? Các người nhất định phải nghe lời ta. Ta bảo các người làm gì, các người phải làm thế. Tôi muốn gặp mẹ. Không được cãi. Nếu còn cãi, ta không khách khí với các người đâu. Cậu chủ ăn cơm thôi. Hồ Hồ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Các người không đồng ý thì đừng có ăn cơm đấy. Các người cứ suy nghĩ đi. Hiếu Hiếu, chúng ta làm sao đây? Tìm cách trốn thôi. Chúng ta bị trói thì trốn sao đây? Cắn đứt dây nhé. Các người suy nghĩ thế nào rồi? Chúng tôi muốn suy nghĩ thêm. Được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn đấy. Chúng ta đi thôi. Chúng ta không ra được. Tôi có cách rồi. Đứng lại. Phải làm sao đây? Chúng ta luồn qua vậy. Mẹ tớ ở đây à? Có lẽ đúng đấy. Tớ phát hiện ra cậu ở đây mà. Mẹ ơi! Mẹ! Y! Mẹ cậu đã mất rồi. Không, mẹ chưa mất đâu. Mẹ sẽ không rời xa Y đâu. Y, cậu bình tĩnh lại đi. Không có mẹ thì còn có tớ. Tớ sẽ chăm sóc cậu mà. Hiếu Hiếu, cậu tốt quá. Tớ đã nhận nuôi cậu rồi. Đây là lời hứa đối với cả đời cậu. Tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời. Tớ sẽ không ruồng bỏ cậu đâu. Cậu nhận nuôi tớ là sao? Là thế nào? Việc này nói ra thì dài lắm. Cứ chôn cất mẹ cậu đã, rồi chúng ta từ từ mà nói.
Thế là vì muốn giao tiếp với tớ mà cậu mới thành ra thế này. Cậu thật tốt với tớ, tớ phải đền ơn thế nào đây? Chúng ta cùng chung sống dưới một bầu trời xanh thì đều là con của trái đất, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà. Hiếu Hiếu, cậu sao thế? Chúng ta mau về nhà, nếu trước khi trời tối mà tớ không về, sẽ không quay lại được hình dáng ban đầu nữa. Y Y, cậu sao thế? Hiếu Hiếu, đừng lo cho tớ, thời gian của cậu không còn nhiều. Chân cậu bị thương nặng lắm, tớ không thể không lo cho cậu được. Không được, tớ phải đưa cậu đi bệnh viện thôi. Hiếu Hiếu, cậu mà không mau về sẽ không trở lại hình dáng cũ được đâu. Tớ không lo cho cậu thì cậu sẽ mất mạng đấy. Đừng nói nữa, trở lên lưng tớ đi. Hiếu Hiếu, vẫn kịp chứ? Muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Hiếu Hiếu, tớ xin lỗi, tớ đã liên lụy đến cậu rồi. Hiếu Hiếu, cậu đang giận tớ sao? Hiếu Hiếu, chẳng phải cậu đã nói sẽ chăm sóc tớ cả đời sao? Tớ thành ra thế này thì chăm sóc cậu thế nào đây? Cho dù cậu thành ra thế nào đi nữa, chúng ta mãi mãi là bạn nhé. Nhưng mà khác nhau, trước đây tớ là người, giờ thì thành chó rồi, cậu sẽ không hiểu được tâm trạng của tớ đâu. Dù tớ không trải nghiệm như cậu, nhưng tớ muốn hiểu cậu. Loài chó chúng tớ cũng giống như người, cũng cần sự quan tâm chăm sóc của người khác thôi. Chúng tớ cũng vui lòng giúp đỡ người khác. Cứ cho là cậu không trở lại thân hình như cũ thì cũng có thể cống hiến tình yêu thương của loài chó mà. Tớ biến thành chó thế này mà còn giúp được người khác sao? Đương nhiên là được chứ. Chỉ cần cậu luôn giữ trái tim yêu thương thì dù có thành ra thế nào đi nữa cũng đều có thể phục vụ cho thế giới này mà. Hiếu Hiếu, tớ báo cho cậu một tin vui. Tớ đã nghiên cứu kỹ rồi, cậu vẫn còn một cơ hội trở lại thân hình cũ. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy. Lỡ mất dịp này, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Vào trưa ngày mai, có thể nhờ ánh mặt trời chiếu rọi mà tăng cường chức năng của máy móc, rồi biến cậu trở lại như ban đầu. Tớ phải ra sông điều hòa để chụp băng thôi. Không được đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Băng ở sông điều hòa không được cứng, nếu trượt lên đó rất có thể sẽ bị nguy hiểm đấy. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải ngăn cậu ấy lại. Thời gian trở lại thân hình cũ của cậu sắp đến rồi. Không nghĩ nhiều nữa, tớ phải đi ngăn đệ đệ. Tớ sẽ đi cùng cậu. Giờ trưa sắp đến rồi, cậu muốn đi đâu thế? Mau lên đi. Hiếu Hiếu, tớ không cố được nữa rồi. Tớ sẽ nhớ cậu mãi. Y Y, Y Y, không được thế mà.
cậu không được đi. Y Y, Y Y, cậu mãi mãi là bạn tốt của tớ. Tớ sẽ luôn nhớ cậu. Chào các bạn nhỏ. Ở trên thế giới này, không chỉ có con người, loài vật cũng cần chúng ta yêu thương, chăm sóc. Bởi vì loài vật cũng có linh hồn, cảm xúc giống như chúng ta vậy. Chúng cũng biết đau, cũng biết buồn. Sau này các bạn phải yêu thương những loài vật nhỏ giống như yêu quý anh chị em của mình nhé. Phải nhớ rằng, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. Các bạn nhỏ, tạm biệt nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Bân. Tạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình dự âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam